ba con giáp giàu cỏ nhất tháng 2 âm lịch năm giáp thành 2024. Tiền nhiều đột biển, sự nghiệp lên như chiều gặp gió. Tháng 2 âm lịch sẽ có ba con giáp chạm đầu cũng ra tiền, biết nắm bắt cơ hội lại càng phượng phát. Một con giáp người tuổi tỵ Tử vi năm 2024 nhận định, bước sang tháng 2 âm lịch sắp tới, người tuổi tỵ được những các tin trợ giúp nên làm ăn tận tới, thu về tiền vàng ngập két. Bản mệnh này đạo phổn cần cù, chăm chỉ, lại chẳng ngại khó. Do đó, khi có các tin che chở lại càng bùng nổ, làm đầu thẳng đẩy người làm công ăn lương sẽ ghi nhận được những dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, có thể sẽ được nhận những khoản thưởng bất ngờ. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh được giới thiệu cho những mỗi khách hàng đối tác triển vọng Tháng 2 âm lịch năm giáp thìn 2024 cũng là lúc những dự án thực hiện bảy lâu của họ thu lộc kiểm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Tiền bạc dư giả, sự nghiệp thăng tiến, đây là thời gian mà con giáp người tuổi tỵ đạt đến sự phiền mãn. Còn giáp ngươi tuổi tỵ biết tận dụng lúc này để xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong công việc lẫn làm ăn, tạo tiền đề cho sự nghiệp trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ, hài hòa. 2. Còn giáp người tuổi sửu, Những chú trâu khi bước sang tháng 2 âm lịch năm giáp thình này vận đỏ như son, may mắn ngập trang. Thời gian sắp tới đây, bản mệnh, được những các tình chiếu mệnh nên có thể đón lọc từ quỹ nhân gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Về công việc, nhờ luôn chăm chỉ và tích cực nên những chủ trâu rất được cấp trên trọng dụng. Khi bước sang tháng 2 âm lịch này, sổ dự án và công việc của người tuổi sửu sẽ nhiều dần lên, áp lực cũng tăng lên. Tuy nhiên, nhờ có quý nhân phù trợ nên những thách thức này cũng nhanh chóng được giải quyết và đem lại kết quả đáng mong đợi. Trong công việc, bản mệnh này nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả, bởi đây là lúc họ bước vào thời kỳ hoàng kim hơn tất cả những giai đoạn trước đây đối với những người làm ăn kinh doanh đây cũng là thời điểm làm ăn phát đạt những khoản đầu tư sẽ thu lợi nhuận cao kiếm được nhiều tiền lại biết cách quản lý tài chính nên người tuổi Sửu sẽ càng giàu có và dư dả dạ hơn còn giáp này nên tận dụng thời gian này để đầu tư và mở rộng kinh doanh thu nhập và những mối làm ăn mới gia tăng đáng kể nhất định sẽ khiến cho người tuổi Sửu hài lòng còn giáp cưới cùng 3. Người tuổi tốt Năm giáp thìn 2024 cũng là một năm tốt để cho người tuổi tốt chuyển mình và đổi phần. Người cầm tinh tuổi này sẽ có những tháng đầu năm mới với những dấu hiệu tư sản và thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Trong công việc, người tuổi tốt gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tĩnh chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đầu thẳng đỏ. Họ sẽ bắt đầu được thăng chức và kiếm được nhiều tiền hơn năm cũ. Ở phương diện tài lộc, đầu năm nay, người tuổi tuất được thần tài chiếu mệnh nên thoải mái hút bạc, thù hải bổng tiền. Nếu biết đầu tư kinh doanh, người tuổi tuất sẽ một bước đổi đời. Thời điểm đầu năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt với bản mệnh này. Do đó, người tuổi tuốt cần nhạy bén nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. Nếu họ đầu tư học thêm một số kỹ năng mềm sẽ giúp cho công việc làm ăn thêm thuận lợi, vừa tài năng lại biết nắm bắt cơ hội, vừa được quỹ nhân giúp đỡ thì con giáp này làm gì cũng hành thông và thuận lợi.